Thưa quý vị, chặng 11 Tour de France, tay đua Jasper Philipsen sẽ chắc vị trí trong cuộc đua danh hiệu áo xanh vua nước Đức khi lần thứ tư giành chiến thắng chặng. Chặng thứ 11 có lộ trình dài 180 km từ Clermont-Ferrand đến Moulins, nước Pháp. Tay đua người Bỉ dù không có sự yểm trợ tốt của đồng đội Mathieu van der Poel ở giai đoạn cuối, nhưng với cú nước rút mạnh mẽ, Philipsen dễ dàng đánh bại đối thủ người Hà Lan Dylan Groenewegen và Phil Bauhaus của Đức ở đích đến với khoảng cách một thân xe. Tay đua của đội Alpecin Dorsonic trở thành người đầu tiên sau Mark Cavendish ở năm 2021 thắng 4 chặng đấu ở cùng một giải. Cho đến thời điểm này, mọi chuyện thật tuyệt vời, không thể tin được với những gì tôi đã thể hiện. Tôi cảm thấy rất tự hào và hài lòng với phong độ hiện tại. Tôi vượt qua giai đoạn cuối mà không gặp nhiều thách thức. Chúng tôi đã có trong tay 4 chặng thắng. Sau 11 chặng, đương kim vô địch người Đan Mạch Jonas Vingegaard vẫn giữ chiếc áo vàng, anh hơn 17 giây so với người xếp nhì là Tadej Pogacar người Slovenia, trong khi tay đua người Úc Jai Hindley đứng thứ 3 với cách biệt 2 phút 40 giây.